Anh bắt cây ghế đi ngóng trong em về. Ngồi ghế kia thì phải ngóng trong em về, chứ ngồi ghế này thì em phải tự về đấy nha. Vì Honda CR-V giờ đây đã có chức năng nhớ ghế. Và sau đây tôi xin hướng dẫn cái cách mà thiết lập chế độ nhớ ghế trên Honda CR-V 2024. Thì đầu tiên, việc chúng ta cần làm là khởi động động cơ. Bước 2 là điều chỉnh vị trí ghế ngồi cho phù hợp. Bước 3 là chúng ta sẽ thiết lập vị trí nhớ ghế. Đầu tiên chúng ta sẽ nhấn nút Set. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào vị trí mà chúng ta cần ly nhớ. Hệ thống báo bíp bíp như vậy đã ghi nhận thành công. Vị trí nhớ ghế trên Honda CR-V sẽ tương thích với chìa khóa. Trên chìa khóa sẽ được đánh số 1 và 2, tương ứng với vị trí ghế là 1 và 2. Thì nếu như các anh chị mang chìa khóa nào vào trong xe, thì cái ghế xe sẽ tự động về vị trí theo đúng trên chìa khóa như thế này. Cả ghế về lại chỗ cũ, suốt ngày đu trend.